Chào mừng cả nhà kêu huyền là cuộc sống Pháp. Thì cả nhà ơi, buổi trưa ngày hôm nay thì Huyền đi chạy gân phe cả nhà. Thì trong video trước thì Huyền đã quay cho cả nhà xem ở chỗ sân là có trái cây với rau củ mùa đông. Thì ngày hôm nay Huyền qua đây chợ gân phe để xem là bên đây là mùa đông họ có những loại rau củ nào, có những loại khác cả nhà. Thì chỗ ô sân họ bán ít hơn cho gân phe này nhiều, thì có vài món thì nó không có. Bây giờ mình sẽ vô cho mình quay cho cả nhà xem là trái cây mùa đông ở bên đây là mình có những loại nào, rồi có những loại trái cây nào cả nhà nha. Nhà heo Trương Huyền cả nhà. Đây mút 3 đồng 9 chín một ký bên đây, còn bên đây thì 2 đồng 6 một ký, một cái két là 5 đồng 99 nha. Bên đây quýt nó vô túi bán 2 đồng 35 ký, 3 đồng 55 một cái túi này. Túi này là 2 ký, túi này 1,5 ký. Còn này quýt thì 3 đồng 99 ký, của Tây Ban Nha. Đây, hàng quýt cam. Đây, cam này mình để mình ăn nữa nha, còn cam bên đây để uống, vắt nước uống. Đây bưởi, một túi 1 đồng 99, 3 trái. Của Israel này bên đây 2 đồng 99 ký. Còn có cái túi này là 1 đồng 99 này, của Tây Ban Nha. Chanh Trung Quốc, trời ơi, cái táo nữa nha, táo nữ hoàng gì công chúa đỏ gì Red Green đồng 39 ký, trời cái táo nữa cả nhà, nó bự nè. Trời ơi, đồng 39 ký. Ồ, nó đỏ ghê, y chang như cho bạch tiết, cho cái gì bạch tiết vậy. Quá trời đã, táo à. Bự chẻn luôn á nha. Con này me. Me này 2 đồng 99. Đây. Ổi, ổi có resin 9 đồng 80 ký. Lim chôm của Việt Nam 14 đồng 80. Thanh long, mía, măng cầu 9 đồng 80, chanh dây, ơi măng cục Indo 14 đồng mấy, khế 99 cm một trái nha, lựu nha 3 đồng 99 ký, chanh dây. Cái mắt hạ mắc ca 19 đồng 80 ký. Còn dừa anh đây 2 đồng 99 trái. Hạ mắc ca này cứng là phải về đụng này nại ra ăn. Đu đủ xài nhìn thấy ngon ha. Đó, hàng trái cây Việt Nam không châu à, hàng của châu Á, Indo nó không đi Việt Nam. Xài nha. Ôi, nho của Peru 4 đồng 99 ký. Đây, hàng nho này, nho của resin à, nho Peru nó có 2 loại, cái loại này thì mắc hơn, loại này rẻ hơn, còn loại này của resin. Đây, nho phúc bồng tử. Đây, dâu mắc nha, 3 đồng rưỡi một hộp này, có 250 gram. Trời ơi, nho trái bự ghê, nhìn ngon chứ. Đây, nấm đùi gà này ăn ngon lắm đó nha. Cái này là 3 đồng 99 một hộp nha, hộp này là 250 gram. Còn nấm thì nấm lão không biết, này cũng của Pháp, 9 đồng 80 ký nha. Ồ, nấm đen 500 bét, 5 đồng 99 hộp. Nấm đen nè, 5 đồng 99 hộp đó nha, 23 đồng 96 một ký. Mùi mắt đi. Nấm, hàng nấm bắp non 100 gram, 1 đồng 99. Atiso, đậu que, cái hàng rau củ, khoai môn
hay môn. 5 đồng 99. Trời mắc dữ vậy. Củ mì, khoai mì cả nhà. 2 đồng 99. Còn gần là 5 đồng 99, 4 đồng 99 ký. Củ Peru. Mẹ chuối này mình về nấu. Chuối xanh, dừa. Đây, lá chuối. Lá chuối 5 đồng 99 bó. Còn sầu riêng của Việt Nam 19 đồng 80 ký. Đây, 2 trái sầu riêng. Đậu bắp. Đậu bắp 5 đồng 99 ký. Nhà đam 4 đồng rưỡi một ký. Ôi ớt. Đây, nước dừa đóng lon họ bán nữa nha. Đồng 69 lon. Này bí đỏ của Pháp cơ nha. Đây 2 đồng 99 ký, mà cắt rồi thì 3 đồng rưỡi, cắt rồi nằm trên nữa nha. Còn bên đây cũng vậy đi, bí 1 đồng 99 ký mà cắt rồi 2 đồng rưỡi. Tùy loại. Trời chứ bí bự chảng đầy đồng 79 ký. Còn cắt rồi 2 đồng 29. Chứ bí này ngộ, không biết bí gì nữa nha. Đây nè. Còn đây cũng vậy, đây cũng bí luôn, hỏi hàng nhà bí. Mấy su ốc cải rồi đó, sushi no hay nấu canh ăn. Còn tay boro 2 đồng 69 ký, nhìn ngon đấy. Đây họ phun xương, còn cắt rồi 3 đồng 99. Củ cải trắng đây, su 1 đồng 99 ký. Ủa này gì ngộ ta, củ gì, củ nén mình không phải không, 19 đồng 80. Đây, hàng của cải trắng, cà rốt rồi đó. Giá này mấy rau củ này của Pháp quanh năm đó nha, nên cũng không có mắc lắm. Mấy củ này của gì Việt Nam không biết tên. Cái bằng phơ nuôi 2 đồng 99 ký. Rau này để nấu canh. Nó mướp đó. Abina đọc 499. Mấy rau cải xoăn gì đi nữa. Trời lá này bự ghê quá nha. 2 đồng 99 bó. Này con cải xanh, con cải xanh, con cải trắng. Đây, còn này không biết. Đây, còn cái hạt artiso. Họ bán mấy rau cũng vậy, rau vô túi họ bán nha. Thả lách đó. 2 đồng mấy, 1 đồng mấy cũng có tùy loại. Còn ba này ba nước ép, chanh dây, xài, khóm rồi, táo đó, dâu họ ép và họ bán nha. Đây sòi xanh của Campuchia 14 đồng 80, xả 14 đồng 80 của Thái Lan. Hẹ, bông hẹ đó nha. Bông hẹ là cái gì, 9 đồng 90 ký, 9 đồng 99. Cải thề 3 đồng rưỡi. Cái để mình làm cải chua đó nha, dưa muối á, cải muối á, 3 đồng 99. Còn tầng ô, 4 đồng 99 ký nha. Tầng ô của Tây Ban Nha, mẹ mua nấu canh. Mấy này lá hẹ, mấy cái lá thơm của nó là rau mùi đằng kia. Hàng rau củ. Còn kia bí đỏ. Ngon ghê. Con này đu đủ xanh. Đủ xanh của Campuchia. Chơi đủ nhìn mắc cười. Mấy cái rau thì là lá chanh, húng quế gì, tây gì đó nha. Hành lá. Mấy rau ngò, ngò rí 99 cm. Còn lá măng thì 79. Nó cũng nhiều loại rồi đấy. Hàng rau xanh. Xà lách. Hay xà lách son à, đồng 99 bó. Đã son đó nha.
mấy hàng xà lách để họ bán ngon ghê chứ. Mà đi dạo vòng qua nhà sân chút xíu nha, coi rau củ mùa đông bên đây có loại nào không, coi còn có gì lạ luôn mấy nhà, họ nhập qua giá cả thế nào. Chào tạm biệt cả nhà nha, nhớ theo cả nhà, bye bye.